độ từ 21 đến 27 độ. Khu vực Phúc Thọ, Chương Mỹ, đêm và sáng có lúc có mưa. Mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Thanh Oai, Thường Tín, Mỹ Đức, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Mê Linh, Đông Anh, Sóc Sơn, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào và dông, nhiệt độ từ 21 đến 26 độ. Trung tâm thành phố Hà Nội, đêm và sáng có lúc có mưa, mưa rào, nhiệt độ từ 22 đến 27 độ. Khai thác nguồn khí thiên nhiên từ đại dương, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas cung cấp nguồn năng lượng sạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh lương thực cho đất nước, thúc đẩy tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, mang thịnh vượng đến khắp Việt Nam, lan tỏa những giá trị bền vững, nâng tầm chất lượng cuộc sống hướng tới tương lai. PVGas, năng lượng khơi nguồn đổi mới.